biến cho các bạn cách để làm món nước của mình trở nên đẹp mắt hơn, ngon hơn. Thì hôm nay mình có ba cái shaker như thế này với ba kích thước khác nhau nha. 300ml, 500ml và 700ml nha. Thì với cái chất liệu là làm bằng nhựa trong, rất là cứng nha. Thì shaker này sẽ gồm 3 phần. Phần đầu là nắp. Khi các bạn lắp thì các bạn đậy lại để cho nước hở ra ngoài ha. Và ở đây thì nó có những cái lỗ để cho các bạn chặn lại đá hoặc những cái nguyên vật liệu khác ha. Thì bây giờ mình sẽ lắc thử cho các bạn xem một ly cà phê nha. Đây, mình sẽ đổ 60ml vào. Một ít sữa nha. Và một ít đá. Và mình sẽ đậy lại và lắc lên nha. Mình sẽ cho ra ly. Mọi người thấy đẹp mắt không?